Hôm nay mình sẽ làm cho các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm thử thách hay tin nhìn này ăn mì nhanh các bạn. Đây, chưa bắt đầu. Nào, chuẩn bị tính thời gian. 1 2 bắt đầu. Chuẩn bị. Rồi, anh ta ăn rất gay go rồi. Ê, anh Trịnh. Không biết ai sẽ thắng đây. Đây, Văn Đức, Văn Thịnh. Thử thách ăn mì. Xem ai thắng. Đây, bà. Đây là bà mình. Chào tất cả các mọi người đi bà. Chào tất cả các cháu. Đây, chào tất cả các cháu nhé. Rồi, bà mình chào các bạn rồi nha. Đây, quay lại trở lại với hai thanh niên. Chúng ta đang ăn sữa thanh mì. Hai thanh niên đang ăn rất gầy gò. Ăn em. Xem ai thắng nào. Anh Đức, Văn Đức đang rất là cố gắng. Văn Thịnh vẫn nhìn sọ. Thịnh ít hơn. Rồi, anh em bắt đầu ăn. Hai thanh niên ăn rất là bình tĩnh. Thanh niên Đức đang cầm cụi ăn, không biết thanh nhiều tháng ấy. Rồi đây. Hai thanh niên ăn rất gay go. Cố lên. Hai thanh niên này ăn rất là kịch liệt. Văn Đức chiến thắng rồi, Đức chiến thắng rồi. Vẫn tiếp tục ăn, thanh niên vẫn tiếp tục ăn. Không có hồi kết anh em ạ. Cố kết, ăn đi. Hai thanh niên này ăn không có hồi kết. Cái gì ạ? Văn Đức ăn rất là cầm cụi, còn Văn Thịnh năng ấy là từ từ. Cố lên, xem ai sẽ thắng đây. Thua sẽ bị ăn một cái búng tai. Hình phạt rất là nặng nề. Ăn mũi thò loài là đấm cho quả, loài mũi ra. Hai thanh niên ăn rất là bình tĩnh. Như không có chuyện gì xảy ra. Ăn nhẹ nhàng. Đức nêu cảm nghĩ xem ăn thế nào. Đức nêu cảm nghĩ. Rồi Thịnh nêu cảm nghĩ. Vâng. Rồi ok. Hơi cay à? Ok. Ăn tiếp đấy. Tập trung ăn. Tập trung vào video của chúng ta nha. Vâng. Các bạn nếu hay hãy like và subscribe vào đây kênh ủng hộ mình bọn mình nha. Đây, hai thanh niên này ăn rất là bình tĩnh. Anh ta, Văn Thịnh, ăn rất là từ tốn. Văn Đức ăn hô. Văn Đức ăn vội vàng quá. Rồi, ai sẽ thắng đây? Văn Đức ăn muốn lòi kèn rồi. Xem ai sẽ thắng đây? Văn Đức lòi kèn rồi. Văn Đức! Đức! Định làm như Văn Thịnh làm như lúc đó nhưng mà không nuốt được. Các bạn ơi, hôm nào mình sẽ làm thử thách bà mình nha. Đây, bà mình đây, hôm nào mình sẽ làm thử thách. Bà cười chào các cháu ấy. Thử thách mẹ mình làm gì được. Mình sẽ làm thử thách nha. Các bạn hãy đoán xem vlog của mình thách bà nha các bạn. Đây, giờ chúng ta tập trung về vấn đề của hai thanh niên này đang ăn. Đây. Rất là từ tốn. Anh này ăn như hục hục như trâu gần hết rồi. Cố lên. Ai thua sẽ bị hình phạt đấy. Hình phạt rất là nặng nề nha các bạn. Chẳng quay phim gì. Đây các bạn. Rồi, Văn Đức ăn hết rồi, cố lên. Hai thanh niên này ăn rất là kịch liệt. Văn Thịnh kiểu gì cũng thua rồi. Cố lên. Cố lên nào. Cố lên. 2, 3. Hai thanh niên này cũng hết rồi. Ăn được nào. Lần lại Văn Thịnh không. Ăn hết đi. Phải kiếm gái.
Ăn cho mất đời thế. Văn Thịnh không ăn hết là phải kéo kim. Mất anh mất đời. Không có ăn đây, ăn đây, ăn đây, ăn đây. Nhiều hơn nhiều. Đứng gấp đôi. Ăn đây. Ai thua đây? Thịnh thua đến nơi rồi. Thịnh... Văn Thịnh sắp thua rồi các bạn ạ. Thịnh thua rồi, Đức sắp hết rồi. Văn Đức đang chuẩn bị ăn. Ba cái nước là hết. Chúng có ba hùng nước là hết, chuẩn bị hết. Xin chào. Hết chưa? Thanh niên Thịnh chịu thua chưa? Văn Thịnh chịu thua chưa? Chịu thua chưa? Thua xin hả? Rồi thôi, dừng lại, ngừng lại. Giờ Văn Thịnh sẽ chịu hình phạt của Văn Thịnh sẽ chịu hình phạt của Văn Đức đây, nào đây. Mang tay đây. Mà đây. Đây đúng rồi đấy, sao mà tránh? Chịu hình phạt, chịu hình phạt. Không là sao không cho quay vlog nữa. Nào chịu hình phạt thôi thôi. Chịu hình phạt ăn một cái búng tay. Đức phải làm hết cho đây xong xin chào. Rồi, chịu hình phạt đã. Hết rồi thôi. Vlog của chúng ta đến đây là hết nha các bạn nha. Giờ Văn Đức sẽ chị Văn Thịnh sẽ chị hình phạt. Búng tay Thịnh cái. Không bằng nhau. Thôi. Mẹ ơi. Thế này. Sao mà nhận bắt đầy bắt rồi, đầy. Rồi rồi. Xin chào tất cả các bạn. Clip của chúng mình đến đây là kết thúc. Bye nha. Đã được đâu mà chỉ tay xin chào tất cả các bạn.